Ok, hôm nay sau này today ok hôm nay cô sẽ lên công trang để dạy cho các bạn nhá. Cô không đang ngồi ở văn phòng nữa được chưa nhỉ? Bạn nào có đèn lồng không, bạn nào có moon cake không, có lantern không, cho mình xem nào, để mình xem một loạt nào. Trong lúc chờ đợi mạng nó khỏe hơn một chút thì cô sẽ chưa thể cho các bạn xem bài giảng vội nhá. Đầu thấy giơ tay nhưng mà em có cái gì, em có gì phải nói chứ, em có gì phải nói chứ. Thế có cần cô share màn hình chính của cô lên không? Bạn nào đây? Phạm Khánh Hà, Andy đâu, mặt đâu, sao thấy mỗi cái chán này, thấy mỗi cái hair. My family has a moon cake. Today Andy có moon cake không? Cô mở mic cho Andy không? Andy có moon cake không? Ôi, ôi lại chả thấy nghe gì. Lại chả nghe thấy gì. Mạng yếu rồi. Chà, lớp hôm nay nha, có nhiều bạn là quả của cô là cô con ăn trung thu sớm. Chà, thế cô là chị Hằng ạ? Không, cô chỉ là con thỏ của chị Hằng thôi. Con thỏ ngọc. Ok. Con chẳng có cái gì. Ồ, thế là giống cô ngày hôm nay rồi. Đấy, ok, con đang ở màn hình chính cho nên là con nói gì cô cũng đều nhìn miệng con nói được hết ạ. Ok. Andy. Ai chà. Bạn Thanh. Thấy Thanh Bình đang nói này. Thấy Thanh Bình đang nói cái gì đó. Thanh Bình, comment cho cô nào. Tại vì bây giờ cô phải để cho mạng nó ổn định một chút thì cô mới dám share màn hình lên được. Moon khách. Con chả có cái gì. Ôi trời ơi. Thế này thì phải thi ngay bởi vì là được qua ở Pantado thì mình ui 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 mình thấy có cái đèn lồng màu đỏ của Võ Minh Khang. Ai nhân vật nhí Super Kid The Moonlight Võ Minh Khang. Yes, he has a red lantern. Thế cô còn bảo cô lên cung trăng. Yeah, đấy thì Thỏ Ngọc lên cung mà. Đó, chứ cô chưa thấy chị Hằng của cô đâu. Nhưng mà chắc là chị Hằng đi chơi với chú quậy rồi. Còn để cô ở nhà để dạy online này. Chị Hằng đi chơi với chú quậy rồi. Để Thỏ Ngọc ở nhà dạy học online cho các bạn. Được chưa? Ok. Trời ơi. Bây giờ cô thử share màn hình xem các bạn có nhìn thấy màn hình của cô không nha. Nếu không thì mình phải chờ một chút nữa cho mạng ổn định lại thì mình mới có thể bắt đầu học được nha. Ok, yes. Các con có nhìn thấy màn hình không? Can you see the screen now? Comment cho cô biết nào. Ôi trời ơi, rồi chưa rồi hay là yes. Nào, little kid nào đang viết ở trên bảng của cô đây. Không được đâu, mạng lát không học được đâu nhá. Ok, rồi, hôm nay lớp mình đông quá. Nó về hôm nay ăn trung thu xong tiện tiện mở tay lên hay sao mà hôm nay lớp đông thế. Ok, yes, hôm nay chị Hằng đi bay rồi. Chị Hằng đi bay với chú Quậy rồi. Còn để lại mỗi Thỏ Ngọc ở nhà để học online với cả dạy online cho các bạn thôi. Ok, nào bây giờ còn bạn nào mà không được đi chơi thì mở máy lên nào, mình cùng học nào. Ok nào, let's start it now. If you remember that, bây giờ cô sẽ ghim cái màn hình của cô lên nhá. Rồi các bạn nào có lớp nào tập trung vào đây nào. Cả lớp tập trung vào đây cho cô nào, yêu lắm, được chưa? Rồi, đây nhá. Ok, today we'll have the new unit. Hôm nay chúng mình sẽ có bài mới. Các bạn có nhớ bài hôm trước mình học về cái gì không? What did we learn about in the previous class? Now, in the previous class. Ok, everyone, focus on me now. Tập trung vào cô nào. Ok. Nào bây giờ hôm trước nha, mình học bài gì? Unit 3. Chủ đề là gì nhỉ? Chủ đề là gì? What the topic of unit 3? What the topic of unit 3? Không nhớ luôn. Không nhớ là topic nào à? Body. Rồi. Dùi. Ok. Yes, exactly. We started about body. Okay, great. We started about body. And today we'll study something
thing we wearing on our body. Hôm nay mình sẽ học kỹ hơn về những thứ mình sẽ mặc ở trên người, đội trên đầu và đeo xuống dưới chân á. Uh-huh. So, ok, nào bây giờ mình sẽ gác lại chủ đề phá cỗ, tại vì chị Hằng với chú Quệ đi chơi mất rồi, mình chưa phá cỗ được. Nha, yeah, ok, thì bây giờ mình sẽ học trước nhé, xong đợi mọi người về thì mình phá cỗ sau nhá. Rồi, bây giờ mình học trước nha, học xong rồi thì muốn phá gì phá, được chưa? So, hôm nay, today we'll study something we wear on our body and my favorite clothes. Ok, my favorite clothes and then we will study something. Yes, we will study about something. We will study about something. Nào, bây giờ comment cho cô biết là bây giờ cô thì rất thích áo phông. Cô thích áo phông lắm. Các con thích gì nào? Comment cho cô biết nào. Okay, can you comment for me? Can you comment for me? Các con thích mặc gì? Các con thích mặc gì nhất? Trừ những bạn không thích mặc gì thôi nhá. Okay, trừ những bạn không thích mặc gì ra thì. Ok, thích mặc gì nhỉ? Váy. Váy. Ok, váy. Váy có thể comment bằng tiếng Việt. Ok, this is ok, để cô xem nào. Dress, áo, quần. À, ok, mặt vui. Tại sao lại mặc vui nhỉ? Mặt vui là gì? Nào bây giờ mặc váy, mặc quần, mặc áo. Thế có thích kính không? Có thích kính không? Như cô là cô không thích bị cận đâu, nhưng cô vẫn thích kính. No, yeah, chả ai thích kính đâu, tại vì đeo vào nặng lắm, cho nên các bạn không được xem điện thoại nhiều đâu. Nặng nào, bây giờ comment cho cô nào. Hôm nay coi như mình là Thỏ Ngọc đi, comment cho Thỏ Ngọc biết điều các bạn mong muốn. Các bạn thích mặc đầm mặc váy, thích các bạn nam đâu rồi, các bạn nam đâu rồi, thích mặc cái gì, mặc quần áo mặc váy. Ok, my favorite clothes, quần áo, đồ gọi là đồ mặc trên người mà yêu thích của mình nhá. My, hôm trước dạy rồi đúng không? Từ my, của mình, favorite, yêu thích và clothes, đồ mặc trên người. Ok, let's start with the lesson today. Nào bây giờ mình tạm thời mình tắt cái chat đi một chút nhá. Không là spam không học được. Ok, good. And today I will show you 11 steps. Hôm nay cô cho các con 12 vật, nhưng mà cô chỉ đề chữ của 10 vật thôi, bởi vì là trong audio có 10 vật thôi à. Thì vậy trước tiên thì mình sẽ nghe qua nha. We will listen over 10 steps here. Mình sẽ nghe qua 10 vật ngày hôm nay để xem là mình được học về cái gì nhá. Ok, let's start it. Page 27, Activity 2. Listen, point and say. 1. Okay, now, bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là listen, point and say. Mình có 3 nhiệm vụ chính nha các con nhá. Nhớ này, nghe, chỉ vào và đọc nha. Thế nhiều bạn là chỉ có nghe thôi, không thấy chỉ vào, không thấy đọc to nha. Nhớ ở trong đề bài là có 3 yêu cầu: nghe, chỉ và đọc to. Ok. Bây giờ cô sẽ mở đài cho các bạn nghe nhá. Ok, let's start it. Eye. Two. Ear. Ok. The first. Đâu, cô sẽ đọc cho các bạn nào. The first. Bút chì đâu? Pencil đâu? Where's your pencil? Where's your pen? Show me your pen on your finger. Ok. Show me your pen or your finger. Cho cô biết ngón tay với cả bút chì đâu, pen đâu, bút mực đâu, để mình chuẩn bị chỉ vào màn hình nha. Cô sẽ đọc này. The first, boost, boost, boost. Mà trong tiếng Việt mình mà các mẹ, các bà, các cô hay gọi là đi bút vào đó. Đây, trong tiếng Anh đọc là boost. Okay, now repeat after me. Boost. Do you have any boost? Mở chat nào. Do you have any boost? Do you have any boost? Các bạn có đôi boost nào không? No? Yes. I have boost.
a pair of boots. Cô có một đôi boots. And how about you? Comment cho cô biết nào. Có boots không? Yes, okay. Đặc biệt là các bạn nữ nha. Các bạn nữ có đôi boots. Đẹp cực. Okay. So, what color of these boots? What color? Comment for me. What color of these boots? What color? Yes, you have. Hiện thực có cái màu hồng. Okay, but I ask you, what color of this pair of boots? Các bạn nhìn không nhỉ? What color of this pair of boots? What color are these? Oh, red. Exactly, red. We have red boots. Nào, như hôm trước bài vừa học rồi, tính từ đứng trước danh từ đúng không? Những chiếc giày cao cổ màu đỏ. Thì mình nói nào, on comment cho cô nào. On comment, red boots. Okay, red boots. So, rồi red nào, tiếp tục nào. Cái comment lại phải chat, tắt một tí đi không lại loạn chị Ngọc lên. Okay. The second. Cái thứ này bạn gái nào cũng gần như là cũng thích mặc hết á. Dress. Cái váy liền đó con. Các con nha, cái váy liền nha. Mình phải phân biệt cái chân váy và cái váy liền nha. Cái váy liền. Dress. Okay, nhìn tập trung vào cô này. Okay, nhìn tập trung vào cô nha. Nhìn tập trung vào khuôn miệng của cô nữa nha. 3, 2, 1, dress. Okay, cả các bạn trên livestream cũng vậy nha. Các bạn trong lớp cũng vậy nha. 3, 2, 1, dress. Nhớ nhá, khuôn miệng của mình mở rộng này. Răng nhe ra và có âm ở đằng sau nha. Dress. Okay. 3, 2, 1, dress. Okay, good. Tốt lắm. Nhìn thấy rồi. Nào, cái váy liền nha cưng. Tiếp theo. Nhưng mà cái váy này màu gì? What color of this? Comment for me. Bây giờ mà cái váy gì, màu gì là phải ghi cả cụm ra nha. Chứ không có trả lời chống không cập lốc đâu đấy nhỉ. Ok, cô mở chat rồi đó. P là con lợn đất đấy hả? P là con lợn đất là pink. À, bây giờ pink có biết là màu hồng. Cái gì màu hồng cơ? Pink gì màu hồng? Ít pink, con có boost. Ít pink, nào pink gì nhỉ? Cái dress pink á, hôm trước mình học rồi nha các bé nha. Pink dress. Yes, exactly. Pink dress. Okay. Pink dress. Hơi ngược so với tiếng Việt một chút. Lưu ý rồi mà lại quên mất. Hôm nay nha, may là có các bạn comment để mình nhớ hà bài đấy nhá, không là bị mắng đấy. Nghe chưa? Okay. Nhớ nào. Pink dress. Cái váy màu hồng. Okay, now next. Tiếp nha. Nào, cái boots, tại sao ở đây lại có S nhỉ? Nào, cái boot, thường mình chỉ nói là boot thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ lại có S ở đây, có nghĩa là bởi vì boots thì nó đi theo cặp, mà theo cặp là có hai cái. Có hai cái cho nên là nó phải thêm S đúng không? Tiếp theo, dress ở đây thì nó không thêm ES, nó không phải số nhiều nên nó giữ nguyên hình này, giữ nguyên chữ này. Nhớ cho cô này. Còn tiếp theo nữa là cái từ găng tay đúng không? Găng tay thì theo như cô được biết là cứ đến mùa đông là các bạn là cũng phải có bộ sưu tập fashion show gồm đâu 5 đến 10 đôi găng tay. Colorful luôn. Okay. Và hôm nay mình sẽ học cái từ nhá. Ropes. Nào, hai cái nha, đeo hai cái, cái chưa? Two.
Two, ok, bởi vì có hai cái trở lên thì mình sẽ là số nhiều, mà số nhiều mình sẽ học danh từ số nhiều của găng tay đây. Groups. Ok. Giơ cái tay lên nào. Nghe. Nghe, đọc theo và nói nhá. Groups. Groups. Ok, nhìn qua qua nào. Ok, we have. What color of these groups? Đoán đấy. Đố đấy. Đố đấy. Now, groups. Groups. Tí nữa con sẽ dạy đọc nhá. Groups. Groups. Globes. Ok, nhớ nhá, không có ăn bớt chữ nào của cô Thỏ Ngọc ấy chưa? Đã bảo rồi. Chị Hằng với cả chú Quậy đi quậy rồi, để lại mỗi Thỏ Ngọc ở nhà dạy học thôi đây này. Đây này, có mỗi Trăng đây này. Ok, đủ màu. Ok, đủ màu đây rồi. Nâng cao một tí trên các bạn trên livestream cũng thế. Các bạn trên livestream nào, các có biết cái từ đủ màu không nào? Đủ màu trong tiếng Anh nào? Ok, rất nhiều màu hiện hữu lên trên một đồ vật thì mình gọi là ok, we will call this colorful. Ok, we have the word color. Hôm nay học thêm một tí nha. Mình có cái từ này đây. Nhìn trên màn hình nào. Color. Ok, bạn nào cũng biết rồi. Color, màu, màu. Rất nhiều màu sắc nào. Colorful. Yes, bạn nào đây? Nguyễn Thu Hiền, chuẩn quá con gái. Colorful nào bây giờ? Colorful. Ok. And những cái găng tay mà colorful thì mình sẽ nói là colorful gloves. Yes, of course. Colorful gloves. Gloves. Good girl. Yes, colorful gloves. And yes, true. Không phải là glove, colorful đâu nhá. No more phone here. Ok, rainbow. Ôi sao mà thông minh thế nhỉ? Ừ, mình cũng có thể dùng từ rainbow đấy các con. Nhìn nó sặc sỡ cầu vồng này cơ mà. Yeah, of course. Why not? Đúng không? Mình có nhiều từ để diễn tả mà. Rất là thông minh. Ái chà, gớm nhờ. Bây giờ là cô Ngọc là chỉ bằng tuổi các bạn thôi đấy. Toàn là để các bạn dạy từ mới thôi đến này. Ok, gross. Nhớ nha, mình có boots này. Mình có dress rồi này. Mình có colorful hoặc là rainbow gloves rồi này. Tiếp tục. Mình sẽ dùng cái này ở trên đầu. On our head. Ok. We have hat. Ok. Từ này chắc là bạn nào cũng biết rồi. Hat. Có bạn nào hat. Yeah. Red hat. Đúng rồi. Quen rồi đấy. Bắt đầu quen bài rồi đấy. Yeah. Red hat. Và chỉ có một cái mũ cho nên là mình để nguyên đúng không? Hat. Nhiều bạn, some students will read out loud this word by hat. Hat. Hoặc là hat. But I recommend you to have the right pronunciation like hat. Ok, cô sẽ có một cái technique cho các bạn nha. Tại sao mà các bạn đọc được cái âm này? Các bạn mở khuôn hình đúng không? Bây giờ mình hãy chơi cái trò lừa một chút đi. Mình sẽ mở khuôn hình miệng chữ A. Mình mở khuôn hình miệng chữ A nha. Nhưng mà mình phát âm theo kiểu mình phát âm chữ E ấy. A, E đúng không? A. A. O. Nào luyện theo nha. Âm này khó ở nha. Âm này hơi khó ở nha. Các bạn tắt chat đi nào. Tập trung vào đây. Luyện phát âm nha. Cô không cần biết là các con học được nhiều từ hay không. Nhưng mà cứ từ nào học được là phải phát âm chuẩn. Nha. Ok, tắt cái chat đi nào. Tập trung ở đây nào các con nào. Tay không hoạt động nữa, bây giờ chỉ để miệng hoạt động thôi. Được chưa? Ok, look at me now. Ok, close. Closer. Ok, gần hơn nữa. Ok, stop. And we have. Ok, let's start with our mouth. Nào, bắt đầu với khuôn miệng nào. Nhưng mà phát âm ra chữ E nào. A. Hat. A. Hat. One more time. Một lần nữa nhá. Tập trung này.
tập trung này, hơi khó một chút. Đương nhiên rồi, trong tiếng nào mà chả có những cái thứ mà khó phát âm nhất, đúng không? People heard the soul, sure, okay. I, A-E, I, hat, hat. Một lần nữa nào. I, hat. Hat. Rồi, recommend cho cô biết nào. Để xem các bạn đọc được chưa nào. Can you? Các bạn đọc được chưa? Bây giờ cô cũng gọi một bạn nhá. Gọi một bạn đọc đúng được cô chữ này. Thôi, bạn nào xung phong nào. Raise hand nào. Comment cho cô nào. Rồi, bây giờ mà mở ra mà không đọc đúng con hiền thục. Rồi, Ngọc Thiên Kim. À, cô thấy bạn Thiên Kim này, bạn mới à? Mới à? Thì sẽ xem thử sức Thiên Kim tiểu thư nào. Đâu? Can you turn on your mic, Thiên Kim? Okay, hello. Oh. Hello, teacher. Okay, hello, Thiên Kim. Do you have a great day? Hôm nay con ngày hôm nay của con có tuyệt không? Yes. Yes. Okay. Good. Can you read out loud this word for me and everybody here, Thiên Kim? Hat. 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 Okay. Nào, một lần nữa nào. Bây giờ mình sẽ dí sát miệng vào cái mic cho con nè. Cô Thỏ Ngọc hôm nay bị lãng tai. Thỏ Ngọc hôm nay bị lãng tai mất rồi. Tai dài quá, không nghe được. Okay. Bây giờ nói to cho cô một chút nha. Okay, what is this? Hat. Okay, rồi. Now next, một nhân vật nữa nào. Một nhân vật nữa nào. Who can? Nói to rõ ràng nha. Nói to rõ ràng nha. Trần Duy Phong. Trần Duy Phong nào. Lớp 2, tốt lắm. Hôm nay đúng bài tủ rồi. Không còn gì phải nói nữa. Hết chấm nha. Rồi. Đúng bài tủ, đúng bài tủ. À, hello Trần Duy Phong. Ôi dồi ôi, hôm nay có ăn cơm con? Có. Có mà vẫn ngồi học với cô Thỏ Ngọc này là rất là yêu cô rồi đúng không? Ok. Okay, yêu. Now, bây giờ, now read out loud for me this word. What is this? This is a hat. Okay. Can you show me what color of this hat? It's a red. So, we will use a sentence to describe it. Now, mình dùng một câu để tả nó nào. This is red hat. Mấy cái mũ con? How many? One. One, so. Okay, so this is? One hat thì bây giờ nói nào nhỉ? This is one hat. Okay, nào bây giờ hôm trước vừa dạy xong nha. This is đồ đúng không? Rồi, đây là cái hat. Okay, và nó có màu? Red, okay. Và bây giờ nó có mấy cái cưng? One. One, mà trong tiếng Anh từ one đây còn có chữ gì nữa nhỉ? Oh, okay. This is, who can a sentence please for me? This is a red hat. Chính xác, exactly. This is a red hat. Okay, good boy. Bây giờ có sticker là dán cho hai mặt luôn. Siêu. Yêu luôn nha. Thank you. Đấy, học sinh lần này học giỏi nhở. Yeah, next. Là các bạn nào. Next một chút nào. Jacket. Five. Look, read out to me. Jacket. Jacket. One more time. Jacket. Something we use when the weather getting colder. Something we use when the weather getting colder.
khi mà trời trở lạnh thì các bạn luôn luôn thích mặc những chiếc áo khoác xinh xinh, mặc ngoài cho đỡ gió, mặc ngoài cho đỡ lạnh, đúng không? We have the word jacket, okay? Jacket, it's easy for you. So, well, what color of this jacket? Can you comment for me? Jacket, jacket, jacket. Can you comment? Các bạn nào spam đây? Bạn nào spam đây cho ra khỏi lớp nhá. Bạn nào spam là ra khỏi lớp đấy. Thầy Vương thầy khó tính lắm đấy nha. Ok, rồi, yes. Blue. Blue, ok. Nào bây giờ dạy rồi, dạy tính từ đứng trước danh từ rồi lại cứ trả lời cục xúc, cục cộc lốc là blue. Bây giờ cái gì blue? À, An Phú comment lại cho cô nào. Cái gì blue? Cái gì blue đây? Nào cô mở chat nào. Cái gì blue nhỉ? Đây, nếu mà để nguyên chữ blue này là chỉ dành cho các bạn mà mới học thôi đấy nhá, còn học chuẩn chỉnh theo chương trình các thứ rồi là được chưa? Bây giờ nha, bây giờ nào, comment nào, cái gì blue mới được? We have blue jacket, okay, blue jacket, và mình có the six. Học đi ông chút nữa cho làm bài kiểm tra một vòng mà lại không làm được là ấy đấy nhá. Jacket is blue. Nào không, tắt chat luôn. Thầy Vương kiểm tra cho em bạn nào spam nhá. Ok, bạn nào spam cho em ạ. Ok. Yeah, we need to have a respectation on the class. Yeah, we have. Now, tiếp tục nào. Mình đã học boots rồi này. Dress, robes, hat, jacket. And now, 5 từ nữa, 6 từ nữa nào. Pants. Pants. Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Tại vì lộc quần có hai ống mà. Đúng không? Yes. Mình biết đây là một cái quần nhưng nó có hai ống. Và cái từ pants này nó biểu diễn là những cái ống quần á. Ok, pants. Pants. Cái quần. Ok. Pants. Ok, repeat after me. Từ này dễ nhỉ nhưng mà không được để mất âm gió đó nhá. Pants. 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 Ok, come in. Pants. Ok. Can you... Okay, pants. Okay, now, so what color of these pants? What color of these pants? Can you comment for me? Bây giờ cô sẽ mở chat đây nào. Yo, can you comment for me what color of these pants? What color of this? Brown. Okay, bao. Oh no, it's not bao, it's brown. Brown, yes. Thank you Hiệp Phạm, thank you Đinh Hoàng Bảo. Brown, Minh Đức, yes, okay, great. Brown, brown is brown, okay. Trần Ngọc Thiên Kim, yes, of course, yes, it's brown. Brown pants rồi, yes. Nguyễn An Phú, một câu trả lời xuất sắc, chuẩn chỉnh. Đúng như theo format của cô Ngọc, yes. These are brown pants. Okay, these are brown pants. Okay. This nha, bởi vì nó có hai cái ống quần nghe chưa, nó là số nhiều. Rồi, bây giờ cô sẽ viết lên đây cho các bạn dễ mừng tượng nha. Viết lên đây một xí thôi, cho dễ học thôi, chúng đỡ tẩy hết đi mà. Nha. This, còn dùng this nữa không? Nào, cả lớp comment cho cô là cả các bạn trên livestream còn dùng this nữa không nhỉ? Mặc dù là mình đang ở trên cung trăng nhưng mà mình vẫn đang làm việc cùng với các bạn ở dưới đất cho nên là mình vẫn chưa quên được đâu. Nha. Cái này nó sẽ là these nha các con. Ok, these. Tại vì sao? Tại vì ở đây mình có hai ống quần đúng không nhỉ? Mình có hai cái ống quần, nó là số nhiều rồi. Yes, nó là số nhiều rồi. Thì mình sẽ phải dùng these are. À đúng rồi, brown. Brown pants. Of course, these are brown pants. These are brown pants. Okay, để đây, để tạm đây. Next, blues.
Nào, từ words nào. Bây giờ sẽ mượn một bạn đọc cái từ pens trước. Bạn nào nhỉ? Bây giờ cô thử gọi bạn nào. Bạn nào có thể comment cho cô nào. Cô tắt chat đi rồi, Nguyễn Đức Quân. Tốt. Hiệp Phạm rồi, cô hỏi Hiệp Phạm một tí. Hiệp ơi! Tích cực như Hiệp này, học hành này. Hello Hiệp! Yeah. Yes, okay. How are you today? Hello, teacher. Oh my God, I heard your voice. Is... Hôm nay giọng hơi yếu. Hôm nay ốm à? Hôm nay con ốm à? Con trai có ốm à? Không ạ. Không ạ, đây, ui, trời rồi. Không, yes, of course. So, I have two words here. The first is? Pants. Okay, the next word? Plus. Yes. Huh? What? Plus. Plus. Plus, huh? Can you okay. Rồi thì nó cô sẽ đoán các bạn. Nào, thế bây giờ con đọc cả câu cô nào. Hôm trước là Hiệp nha. Ba hôm nha, cô nhớ là ba hôm thì cô đều chỉ cho Hiệp cách là miêu tả một vật bằng một câu đúng không? Miêu tả đồ vật chỉ bằng một câu thôi. Tại vì Hiệp hay dùng hai câu thì hôm nay Hiệp có thể tả cho cô cái quần này trong một câu nào. What is this? Nó vào cái background chị. What is this, Hiệp? What are these? Thì đúng hơn, what are these? Đâu rồi, Hiệp của tớ, đâu rồi, Hiệp của tớ lại bị tắt mic à? Sao không? Okay, what are these? Okay, what are these, Hiệp? These are brown pants. Yeah, these are brown pants. Và Hiệp có thể nhắc lại cho các bạn biết tại sao mình lại phải dùng cụ these are không? Ừ, bởi vì có chữ S. Tại vì là cái quần này có mấy ống? Hai ạ. Ừ, có hai ống, như là số ít hay số nhiều? Số nhiều ạ. Đúng rồi, chính xác. Thank you bé yêu nha. Đó, như Hiệp là hiểu bài rồi đó. Ok, thank you. Ok, nào bây giờ con sẽ mở chat lên nào. Có recommend gì không? Nào, we have pens. We have pants here. Có bạn nào thích mặc pants không? Pants. Pants. No. No. You don't know. You don't know. Chị tìm Google một chút. Mở Google. Okay. Có. Yes. You don't like it. Why? Yes, nào bây giờ ngoài cái pants màu nâu này ra thì các bạn còn thích màu gì nữa không? Comment for me nào. Có màu gì nhỉ? Ở đây cô chỉ có một cái màu đen thôi. Cô chỉ có một cái màu nâu thôi. Thì các bạn còn thích màu gì nữa không? Pink. Pink. Pink luôn. Pink pants. Oh my god. Cô là cô thích màu about me I like what can you say? Black. Cô thích black pants. Yeah. Black pants. Do you think that? Do you like it? Nào bây giờ comment là red and pink này. Có các bạn là rất thích là red and pink. Okay. Có một bạn học sinh đang ở đây. Yeah, cho nên là cô phải giúp bạn một tí đã. Rồi nào, come back. Next, bây giờ mình lại tắt chat đi nhá.
Ok. Mình lại tắt chat đi, hơi nâu một tí, tí câu mở. Ok. Next to the pants it blows. Blows. B-L-O-U-S-E. Blows. Ok, blows. Cái áo. À, lần này các bạn sẽ hỏi ngược lại cô là trời ơi, cô ơi, tại sao áo có hai ống mà bây giờ nó lại không có số nhiều? Who knows? Ok, blows. Áo sơ mi nha. Đây, ví dụ là cô đang I'm wearing a blouse. Blouse here. Áo sơ mi này mà mình mặc ở trên trường á, mình hay đồng phục á, mà áo cộc tay ấy. Đó, blouse. Cái áo sơ mi cộc tay ấy gọi là blouse. Còn áo sơ mi dài tay mình gọi là shirt. Ok. Blouse. Ok. What color of this blouse? Lại mở chat lên cho các con. What color of this blouse? Can you comment for me to let me know that you are you know that. Con thích màu black, red, blue. Wow. Oh, thích purple. Blouse. Nào bây giờ có từ blouse. Nào, nhưng mà blouse, what color of this blouse? Do you remember hôm trước dạy rồi? Hôm trước vừa dạy xong đó. Purple. Ôi, An Phù nhớ bài yêu quá. Yes, purple. Hôm trước vừa dạy xong. Vừa dạy xong nha, vừa dạy một cái sập flag đi. Cờ đó, dạy một sập màu mới luôn mà lại quên mất rồi. Thì hôm nay cô lại chia sẻ lại nhá. Cô lại viết lại lên đây cho con nhá. Purple. Không tìm nữa cho chơi trò chơi kiểm tra màu sắc nào. Purple blows. Ok, purple blows. Good. Tiếp tục. Next. Nào, bây giờ mình có boots rồi đúng không? Mình có boots là cái đôi giày cao cổ. Thế còn cái những cái giày bình thường mà mình giày thấp cổ sao? Giày đeo bình thường à? Shoes. S H O E S. Shoes. Đừng vứt chữ S O đi nhá. One more time. Repeat after me. Đọc theo cô nào. Shoes. Chỉ vào đôi giày của mình đang có nào. Shoes. Bây giờ mà nếu được là cô sẽ mở một số bạn lên xem là có bạn nào đang đi ra tha đôi giày vào cho cô không. Shoes, chính xác. Shoes. Ok, không phải là su, không phải là su cà na hay là su gì đâu nhá. Shoes. Ok. Shoes. Shoes. Sh. Shoes. Nặng lắm nhá. Có cô ấy là she đúng không? Sh. Thì đây có đôi giày shoes. 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 Ok, chu mỏ lên. Ok. Shoes. Đừng ngại đọc nhá. Nào, mình biết đây là màu pink rồi cho nên là mình sẽ không nói lại nữa nha. Rồi next, gần xong rồi. Skirt. The difference between the dress and skirt is dress we have a line from the upper body to the top of the body, but with the skirt we just ew from the stomach to the end. Nha. Mình sẽ phân biệt giữa cái dress và cái skirt ở chỗ là cái dress thì là cái váy liền, còn cái skirt thì mình chỉ mặc ở gọi là chân váy thôi. Ok, skirt. I like skirt very much. Cô rất thích những cái chân váy luôn. Ok. Skirt. Do you have some skirt? Nào, các bạn nhìn vào màn hình nào. Lại có bạn nào đọc là skirt, skirt. Đấy là khổ đấy. Ok. Skirt. Skirt. One more time. Đọc chậm một chút này. Skirt. 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 Ok. Skirt. Ok. Hôm nay mình sẽ có skirt. Này là màu gray, màu xám. Nhưng mà nếu mà bạn nào không biết thì cô sẽ để về. Minko is gray. Nào các bạn có biết màu xám, chưa biết thì cô sẽ để đây nha. Có thể ghi là gray.
Hoặc là có thể viết là gray. It's okay. Gray, gray. Đều đọc như thế hết á. Gray skirt. Gray skirt. Một chiếc chân váy có thể a gray skirt. Yes, now. Cuối cùng nào. T-shirt. Cái này phải là T-shirt thì mới đúng. Cái này là chữ T đâu, nó giống chữ tờ đúng không? Nào, nó giống chữ T này. Nào, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nha, để nhớ cái từ này nha. Có phải là cái áo này nó giống cái chữ T không? Liền một mạch nha. Cô không nói là những cái áo có cúc nha. Có nghĩa là đây là một cái mảng liền á. Liền, tù tì á. Nào, nó giống chữ T đúng không? Thì ở đây phải là T-shirt. Ok, T-shirt. One more time. T, the chữ T á, T-shirt, cái áo, ok, cái áo phông, áo phông cộc tay, nhưng mà là cái loại liền chứ không phải loại có cúc đâu nha, cái này là cái cúc, cái có cúc gọi là blouse, còn cái T-shirt này là cái áo phông mà các bạn hay mặc á. Rồi, yes, ok. We have bây giờ cô sẽ gọi bất kỳ một con nha, một cháu lên nào. Ở đây còn có cái belt nữa nhưng tí nữa cô sẽ dạy sau. Bạn nào ta? Who can? Bạn nào tự tin đọc được hết tất cả các từ này nào? Who can please? Me, Hiệp Phạm. Ôi Hiệp ơi, chuẩn luôn. VTA là ai? Who's VTA? Giang. Nào, thế tắt chat đi nha. Tắt chat đi, gọi VTA xem là ai nào. Rất là tò mò. Thế mà lần sau các bạn để tên đầy đủ nha. Không để này cô không biết là ai đâu. Asked. Okay, can you turn on your mic please? VTA. Oh. Có mở mic lên nào, cô vừa mới request con mở mic á. Chà, hôm nay chị Thảo Ngọc bảo mở mic nhưng mà cũng không mở được. Ok, thêm ai nhỉ? Ai nữa ta? Ai? Ok, hello VTA. Oh, I can't hear you. Không nghe được. Thế một bạn khác nào? Chắc là do lỗi mic rồi. Who can please? Who can? Cô thấy rất nhiều bạn raise hand. Rất nhiều bạn raise hand luôn. Từ bạn An Phú đi. An Phú hôm trước xuất sắc rồi. Hôm nay An Phú nhường các bạn nhá. Không An Phú nhường các bạn đâu không? Lương Hà, An Nguyễn. Yeah, An Phú đơn này phát âm được lắm. Ok, Lương Hà, An Nguyễn. Okay, hello. Oh yeah, thank God that you can speak out loud this. May quá rồi. Now, vừa nãy mình học được 10 từ, chút cô dạy từ thứ 11, thế là con có thể đọc được 10 từ không? Can you read out loud all this word here? Yes. Okay, the first word to the 10. Let's start it. The first. Boot. Booz. S đâu nhỉ? Booz. Booz. Tốt. Good. Next. Dress. Dress. Oh, okay. Next. Oh no. Can you? Đọc không? Cô trợ giúp nào. Can you? Yes. Cờ gì nhỉ? Globes. Globes. Nào, con trai tôi, nhìn vào đây. Ok. Good. Nào, good. Nó không phải tiếng Việt nha, nhớ nha. G. Nhẹ thôi, g. Ơi, gloves. Gloves. Không phải glove, không phải glove. G. Gloves.
Glooms. Glooms. Đâu bây giờ thanh niên mẹ đâu? Thanh niên mami đâu rồi? Thanh niên mami có thể đọc cho em từ này đâu ạ? Ở đây có một thanh niên con và một thanh niên mẹ. Bây giờ bạn trong hai bạn nào tự tin nào? Now we have the words globes. G. Nhẹ thôi. G. G. Thanh niên mẹ và ôi, bạn này hết thời hạn bị tắt mic rồi, thế cô phải gọi một bạn khác nhá. Xem là cái từ này hơi khó đúng không? Bạn nào đây comment cho cô nào? Gọi con đi cô. Ai đang nói đây? Who's talking? Ôi trời ơi. Who's talking? Nào, kệ chứ Trần Diệu Anh. Hiền Thục. Ai? Đỗ Bảo An nhá. Ôi trời ơi, Đỗ Bảo An nào. Bây giờ sẽ có sau cái bài này là một bài chuyên về từ vựng đấy. Đọc chuẩn chỉ. Oh hello. Can you hear me, Anne? Yeah. Yes, okay, Anne. So can you read out loud for me all of these words after that? Yes, okay. The third word, can you? What is this? What are these? What? Globes. Lại một g nào, con đọc g giống kiểu con mèo nó g con chuột đấy. G globes. Globe. Okay, globes. Globe. Thêm s nào, thêm âm gió nào. Globes. Globe. Globes. Rồi, trời, cũng được, tốt. Lại một lần nữa, one more time. Globes. Globes. Okay, great. Now, next. What this, girl? Hat. So, tốt lắm, great. And? Jacket. And? Pants. Yes, and the next to the pen is? Blows. Okay. Next to the blows? Shoes. And next to the shoes? What? I can't hear. Can you? Skirt? Từ gì nhỉ? Okay, yes, and the last one? T-shirt, okay, great. So, thank you. Now, bây giờ để ôn lại tất cả các từ này. Mình có cái từ nhỏ đây, cô chưa kịp ghi. Đó là belt. Đây là một siêu phẩm dùng được đa chức năng, gọi là multitask luôn. Các bạn có biết là gì không? Comment nào. Một vật mà rất là multitask. Okay, nào, có cái belt. Cái thắt lưng. Okay, belt. Một siêu phẩm dùng được trong rất nhiều việc. No, nào, mình có việc đầu tiên đó là mình thắt lưng ở eo quần đúng không? Để cho quần nếu mà rộng thì nó cũng không bị tụt xuống. Ok. Đúng rồi, còn một chức năng nữa. Biết chức năng gì không? Bạn nào mà hư là nó sẽ có chức năng khác. Đấy, bạn nào mà hư là có chức năng khác. Ok, yes. Nha, belt, thắt lưng. Rồi, bây giờ mình sẽ tạm tắt cái này đi. Và mình sẽ đến một cái bài để ôn tập lại nha. Các bạn chuẩn bị mở chat lên này. Mở chat lên cho cô. Đâu nhỉ? Bây giờ mình sẽ... Monster cap. No, today we have a
Mình sẽ có một trò chơi nho nhỏ, đúng, để ôn lại bài nha. We will have the small. Các bạn có nhìn thấy màn hình không? Các bạn có nhìn thấy màn hình không? We will have. Oh no. Okay. Oh, nó bị out mất rồi. Now. Nó bị out mất rồi nào. Đợi cô tí. Bây giờ ôn một loạt một chút nào, chuẩn bị chưa? Đổi chủ đề. Đâu rồi? Close, where close? Loading nào, chuẩn bị đâu? Tay đâu, đặt tay lên chat nào. Ok. The first nhanh lên quickly nhá. Tập trung nào. Ok, nào, cứ đến cái phần này là cái phần lúc nào các bạn cũng yêu thích nhất ý. Yeah. We have t-shirt. Nào, cô tắt chat tạm đi nha, we have t-shirt à. Ôi, mạng lag này. We have suit. Đây là suit, bộ vest, chưa, cái bộ âu phục. Belt. Thắt lưng. Pants. Quần. Vest. Áo mayo nha, áo ba lỗ ấy. Gloves. Dress. Ring. Skirt. Earring. Có rất nhiều từ đó. Shirt. Áo sơ mi dài tay. Jacket. Toàn từ học rồi đúng không? Scarf này là khăn quàng cổ mới, từ mới. Short, quần ngắn. Tie, thắt lưng. Rồi bây giờ nha, mình sẽ lên đây, bắt đầu nào. Ok, the first. Bag. Okay, we have the bag. We have the bag here. What? Là hình 1, hình 2, hình 3 nhỉ? 1, 2, or 3. Come in for me. Nào, nó đếm giờ đấy. 1, 2, or 3. 2. Oh my god. Swimsuit. Yeah. Okay, tiếp. Swimsuit. 1, 2, or 3. 1, 2, or 3. Come on. 1, 2, or 3. Ring. Yes. Now, ring. We have ring here. 1, 2, or 3. Picture 1, 2, or 3. Come in for me. One. Yes, okay. Scarf. Ring. We have the word scarf. 1, 2, 3, 4, 5. Scarf. Where's the scarf? Here. Quickly, 5, okay, yes. Coat. Now, 1, 2, 3, 4, 5. What picture? Which picture? 1, exactly, coat. Shirt, okay, we have shirt. 1, 2, 3, 4, 5. Where's my shirt? Wait, yes, 2. Umbrella. Okay, we have so many pictures here. So which picture is the umbrella? Umbrella. You know that? Yes, of course. Tie. Okay, we have a tie. The tie here. Your father, your uncle, use the tie here. Yeah, the tie. What this one? Yes, of course. Bracelet. Something
something in my hand now, so I use this. Yeah, bracelet. Vòng tay, yes, đúng rồi. Yes, this picture. Watch. Okay, next. What? Something you use to check the time. Mình dùng để xem giờ hoặc là để cho đẹp thôi. Okay, which picture? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which? 6, 6, 6. Yeah, what? Okay, now bag and shirt, đúng không? Bag. Okay, shirt. Shirt. Okay, next. Là mình có umbrella. Umbrella thì là hình nào? Comment cho cô nào. Ủa, nhanh, quickly nào. Quickly, one. Okay, one. Umbrella. Now, scarf now. Scarf. 1, 2, 3. Quickly. Bấm nhanh. Bali. Yeah, two. Okay, now. Scarf. We have best bracelets. Ring. Ring trước nào. Where's ring? 1, 2, 3, 4. Yeah, we have one. Ring. Okay, bracelet. Còn bracelets của mình đâu? Which picture? Okay, this picture, yes. Bracelet. Yeah, bracelets. Okay, next. We have what? We have coat. We have what? We have a coat here. So the first what? Dùng để xem giờ, ha? Huh? Now, 1, 2, 3, 4. Okay, quickly. 3. Watch. Yes, so how about the coat? How about the coat here? 1, 2, 3. Oh my God, thank coat. You. Coat. Tie. Okay, tie. Tie quickly. We just have two pictures here and then we need two, one of them. Two. Tie. Oh my God, the last one, swim, boy. Oh, swimsuit. Oh, boy, okay. Swimsuit. We just have a 10 question left. So the first, what it is? Bracelet, what, or scrap? Comment to go now. Bracelet, what, or scrap? Two, okay, watch. What? Okay, what is this? Bracelet, bag, or scrap? Bracelet, bag, or scrap? Scarf, đúng scarf không? Yes, of course, scarf. Why not? Okay, mình khó hơn một chút nào. Bracelet, bag, umbrella, and coat. 1, 2, 3, 4. Bracelet. Oh my God, you're so great. Next. Gần được rồi, 24 trên 30 rồi. 24 in 30 rồi. 1, 2, 3, 4. Skirt, bag, umbrella, or coat. 1, 2, 3. Now, which answer? Đáp án nào đây, nhanh lên nào. Ôi. Coat. Rồi, chính xác. Next. What is this? Shirt, bag, umbrella, tie, or swimsuit? Wait. One. Yes. Shirt. Oh my God. Now, 4 go. 4. What is this? Ring, bag, umbrella, tie, or swimsuit? Four, five. Yes, swimsuit. Next. 1, 2, 3, or 4. Ring, bag, umbrella, or tie? Four. Tie. Of course, four. Now, next, wheel. 28. Yeah, 28. We just finished this. Okay, what is this? Ring, bag, or umbrella? Ring, or bag, or umbrella? Come on, okay. Ring. Good. Ring. What this, bag or umbrella? Bag or umbrella? Bag. Yes, and the last one, of course, umbrella. Good job, class. Cả lớp làm tốt lắm. Well done.
Yeah, we have the score here is 1440 and we bởi vì là mình làm hơi chậm cho nên là chỉ được 2 sao thôi, nhưng lần sau cô sẽ gửi link cho các bạn để các bạn làm bài cho nó nhanh hơn nhá. Okay. Yes. Now so bây giờ mình cũng là muộn rồi, 9:08 rồi nha. Không ấy nữa thì bây giờ cô sẽ dọn bài tập về nhà đây. Okay. Oh, trời ơi, vừa làm 10 phút bài tập xong thì các bạn có mệt không? Nhìn các bạn nào cũng mệt, thở hồng hồng. Yeah. Bây giờ bạn nào cũng mệt quá. Yeah, so bài tập của mình hôm nay thì cũng chỉ là ôn về từ vựng thôi đúng không nhỉ? Thì xong đó cả các bạn trên livestream cũng vậy, thì cái link bài tập này cô sẽ gửi trên nhóm nhá để mình luyện tập nhá. Và cũng trong đợt mình đang thi Super Kids Moonlight thì cô vẫn chưa ra bài tập về nhà, cô chỉ ra cho các bạn bài tập để luyện tập thôi, để có thể mình vừa luyện chơi vừa nói hít. Ok. Rồi, hẹn nha, hẹn các bạn vào hôm sau nha. Bây giờ cô sẽ mở mic cho các bạn nha. Chào các bạn trên livestream cũng như là các bạn ở trong Zoom nhá. Về nhớ ôn bài nghe chưa? Hôm sau không nói được là phạt đấy. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Game cho các bạn ở trên nhóm nếu các bạn muốn luyện tập nha. Goodbye teacher. Goodbye everyone. Have a good night. Brush teeth, wash your face and go to bed. Bye bye. Bye.